Nào, Tuấn Kiệt bắt đầu. Bộ hướng dẫn này. Số 37 nên là Tuấn Kiệt. Đúng không? Dạ. Ừ. Số liền trước Tuấn Kiệt thì phải nhỏ hơn Tuấn Kiệt. Là 36. Số liền sau Tuấn Kiệt phải lớn hơn Tuấn Kiệt. 38. Ừ. Vậy số liền liền trước là phải nhỏ hơn. Dạ. Số lớn hơn thì là số liền sau. Dạ. Con hiểu chưa? Dạ. Ừ. Bây giờ con nói lại cho bố nghe. Go! Số liền sau là số liền hơn Tuấn Kiệt. Còn số tôi có số. Còn số liền trước là mấy? Còn số liền trước là lớn hơn Tuấn Kiệt. Bây giờ bố dặn lại nhá. Dạ. Ừ. Bố biết ba số đây này. 36, 37, 38. Và Tuấn Kiệt là số 37 đang ở giữa đây. Vậy thì số 36 là số nhỏ hơn 37. Tức là 36 nhỏ hơn Tuấn Kiệt. Dạ. Thì nó là số liền trước. 38 lớn hơn 37. Nghĩa là 38 lớn hơn Tuấn Kiệt. Thì 38 là số liền sau. Nha. Dạ. Số nhỏ hơn là số liền trước. Số lớn hơn là số liền sau. Nhớ chưa? Dạ. Ừ, bây giờ Tuấn Kiệt nhớ chưa? Nhớ chưa? Nhớ chưa rồi? Nhớ rồi chứ? Nói lại cho bố nghe. Số liền sau là số bé hơn Tuấn Kiệt. Số liền sau là số bé hơn Tuấn Kiệt à? Vậy số liền trước? Số sắc. Số liền trước là số lớn hơn Tuấn Kiệt. Chắc chắn chưa? Chắc chắn rồi. À. Nào, bây giờ bố lại hỏi lại một lần này. Đấy nhá. 36, 37, 38, đây là ba số này. Dạ. Số 36 nhỏ hơn số 37. Dạ. Số 38 thì lớn hơn số 37 nhá. Dạ. Con chú ý vô đi. Số ở bên trái là số liền trước. Số bên phải là số liền sau. Được chưa? Được rồi. Ừ. Số bên trái thì nhỏ hơn. Dạ. Nhỏ hơn Tuấn Kiệt. Nhá. Số nhỏ hơn Tuấn Kiệt thì là số liền trước. Số bên phải thì là số to hơn này, lớn hơn này. Không lớn. Lớn hơn 37 chứ, là lớn hơn Tuấn Kiệt chứ. Ừ. Vậy thì số to, số lớn hơn là số liền sau nha. Dạ. Số liền trước là số nhỏ hơn. Số liền sau là số lớn hơn, được chưa? Rồi. Tuấn Kiệt hiểu chưa? Rồi. Hiểu rồi, bây giờ nói lại cho bố nghe nào. Số liền trước là số như thế nào? Số liền. Số liền trước là số lớn hơn Tuấn Kiệt. Nó nằm ở bên mô. Nó nằm ở bên tay phải. Nà. Bên phải. Bố hỏi lại. Số liền trước nhỏ hơn hay lớn hơn? Nói đi, đọc đi. Số liền trước là bé hơn. Đúng rồi. Vậy số liền sau? Số liền sau là số lớn hơn. Ừ. Yeah. Còn. Sắp cười. Thế cười vì con bây giờ con phải biết chứ, từ nãy giờ con còn nói sai. Số liền trước bé hơn hay lớn hơn? Số liền trước là số bé hơn. Rồi, số liền sau là số bé hơn hay lớn hơn? Lớn hơn. Rồi. Vậy cho số 37 thì số liền trước 37 là số mấy? Số liền trước 37 là số mấy? 36. Rồi, số liền sau 37 là số mấy? Là số liền sau nhá. Số liền sau á. Ừ. Số liền sau 37 là số mấy? 38. Ừ. Giờ bố hỏi lại một lần cho chắc chắn này để con khẳng định là con nhớ nhá. Dạ. Số liền trước thì bé hơn hay lớn hơn? Số liền trước là số bé hơn hay lớn hơn? Con nhìn xuống ở đây này, đây này, con nhìn xuống ở đây mà so sánh này, số liền trước là số bé hơn hay lớn hơn? Bé hơn. Rồi, số liền sau là số lớn hơn hay bé hơn? Lớn hơn. Ừ, giờ bố đặt một phép tính cho con nhá, con xác định nhá. Dạ.
Bố cho số 36, 37, 38. Viết ra đi. Viết ra, viết đây đi, viết đây nhá. Viết lại cho bố không? Không phải 30, 31, 32 thôi. Viết đi. 30, 31, 32. Rồi, bây giờ Tuấn Kiệt là số 31. Dạ, con khoanh vào số 31 nhá. Ừ, khoanh vòng tròn vào số 31. Con khoanh to tường rồi. Thôi. Bây giờ Tuấn Kiệt xác định số điểm trước 31 là số mấy? Số điểm trước 31 là 3. Thế số điểm sau 31 là mấy? Sau 32. Tại sao 32 là liền cả trước liền cả sau? Con xác định lại đi, số điểm trước 30 là số điểm trước 31 là số mấy? Số 30. Rồi, số điểm sau 31 là số mấy? 3 là 32. Vậy số liền sau là số lớn hơn hay số bé hơn? Số liền sau. Số liền sau là số lớn hơn. Rồi, số liền trước là số bé hơn hay lớn hơn? Bé hơn. Rồi, chính xác chưa? Rồi. Nhớ chưa? Nhớ rồi. Nhớ rồi chứ? Dạ. Mời bố cho uống nước nhá. Từ từ, bố hỏi xong nè. Con nói xem. Con nhớ rồi, bây giờ con gấp hết sách vừa rồi nhá. Dạ. Rồi, bây giờ bố hỏi. Số liền trước là số lớn hơn hay số bé hơn? Số liền trước là số lớn hơn. Vậy số liền sau là số lớn hơn hay số bé hơn? Số liền sau là số bé hơn. Đúng chưa? Rồi. Chính xác chưa? Rồi. Con nói sai rồi. Bây giờ nghe lại bố nói một lần nữa nhá. Dạ. Số liền trước là số bé hơn. Số liền trước là số có trước á. Ừ, còn số liền sau là số có sau. Số có sau sẽ lớn hơn số có trước nhá. Con cũng muốn đây này. Này, bây giờ nhớ chưa? Ừ. Số liền trước là số bé hơn. Dạ. Số liền sau là số lớn hơn. Dạ. Ừ, nhớ chưa? Số liền sau là số lớn hơn. Dạ. Nhớ được chứ? Như bố hỏi lại. Số liền trước là số bé hơn, số liền sau là số lớn hơn. Ừ. Chắc chắn chứ? Dạ. Nhớ được chứ? Đây bố. Giờ nói một lần rồi đi uống nước. Dạ. Số lần sau là số lớn hơn, số lần trước là số bé hơn. Rồi, đi uống nước về bố lại hỏi một lần. Nào, bây giờ bố hỏi lại lần nữa. Số lần trước là số lớn hơn hay số bé hơn? Số lần trước là số bé hơn. Ừ, số lần sau là số lớn hơn hay bé hơn? Lớn hơn. Chắc chắn chưa? Chắc chắn rồi. Ừ, nhớ nhá. Được rồi, chiến thắng. Con là chiến thắng à? Yeah!